Anh Hùng ngày hôm nay đã chuyển sang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Dứt điểm! Quá không cho Quảng Nam! Rất tuyệt vời! Đó là pha ghi bàn của Quốc Chí. Trận đấu đầu tiên tại V-League 2020, Quốc Chí đã để lại một điểm nhấn. Một bàn thắng rất đẹp mắt của tiền vệ Khánh Hòa. Và để khoảng trống để Quốc Chí dễ dàng dứt điểm tung nóc lưới của thủ môn Trần Đức Cường. Trận đấu gần nhất mà Quốc Chí xuất phát trong đội hình chính thức của Quảng Nam là trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An ở mùa giải trước. Không có lỗi việt vị của cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng không được, bóng vẫn trong chân Công Phượng, rất hay, sút chân trái 2-0 cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng đã lên tiếng. Lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một bàn thắng thể hiện được tất cả những gì tốt nhất mà người ta đã từng biết đến Công Phượng kể từ khi anh xuất hiện cùng với đội tuyển U19 Việt Nam. Hãy cùng xem lại pha ghi bàn này của Công Phượng. Đã có những nhịp cản phá của cao vệ Viettel, nhưng Công Phượng vẫn quyết tâm theo tới cùng. Và có thể nói là mọi nhịp xử lý của anh trong pha bóng dẫn tới bàn thắng vừa rồi là miễn chê. Ewende và Hoàng Vũ Giang Sơn không được, dứt điểm, rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Một pha dứt điểm từ xa rất tuyệt vời của Lê Văn Thắng. Pha bóng không dứt khoát của một cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định, và Lê Văn Thắng đã có một pha dứt điểm bằng chân trái rất uy lực. Bóng đá chạm tay thủ môn Đinh Xuân Việt nhưng anh không thể cứu thua cho đội nhà. Tình huống dứt điểm nhanh, bóng đi căng, niềm vui của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Một không dành cho đội chủ nhà. Vẫn là Peter Onyeci. Đinh Đông. Văn Lâm. Cú đá rất tốt. Wow! Cú đá quá đẹp. Rất biết mình biết người. Chúng ta cùng xem lại khoảnh khắc ghi bàn của Đặng Văn Lắm. Đinh Đông bất ngờ lên rất cao, chơi năng nổ và quả thật là hết sức kinh nghiệm với cú nhả bóng cho người đàn em. Và cú đá có thể nói là không thể chê vào đâu được của Đặng Văn Lắm, đã đánh bại hoàn toàn khả năng phán đoán cũng như chống đỡ của thủ môn Văn Công. Ở cự ly khoảng 21m, Đặng Văn Lắm đã tạo ra được một cú đá có thể nói là không thể chống đỡ. Cú cất chân rất gọn của Đặng Văn Lắm, người đang chơi vị trí tiền vệ trung tâm của đội khách. Một sự ghi nhận cho lớp trẻ của Sông Lam Nghệ An. Đá nhịp nhàng. Dứt điểm. Một đều cho BKB Bình Dương. Đó là pha ghi bàn của Tiến Linh. Cả hai bàn thắng trong hiệp 1 này đều rất đẹp mắt. Những người đã di chuyển bằng ô tô tới sân vận động Tam Kỳ. Pha đập nhả giữa Tiến Linh và Trọng Huy, những tài năng trẻ của lò đào tạo BKMX Bình Dương. Và kết thúc bằng một cú nã đại bác không thể cản phá của Nguyễn Tiến Linh.